vì sao những người hướng nội lại dễ thành công quý thính giả thân mến thành công của một người được quyết định bởi những nhân tố nhất định vì sao người có tính cách hướng nội lại dễ dàng đạt được thành công đến vậy người thành công thường có tài ăn nói họ có thể đứng trước công chúng mà nói chui chảy thao thao bất tuyệt trong mắt mọi người đa số đều cho rằng những người có tính cách hướng ngoại dường như dễ dàng thành công hơn so với người hướng nội nhưng theo số liệu điều tra cho biết trong số những người thành công thì số người có tính cách hướng nội chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với những người có tính cách hướng ngoại như thế không ổn bạn phải bước ra khỏi thế giới của mình sao bạn không nói gì thế làm gì mà lạnh lùng cao ngạo vậy chứ bạn hướng nội như vậy sau này kết giao bạn bè thế nào được kiếm kế mưu sinh ra sao đây những người hướng nội không thể làm lãnh đạo được đâu có khi nào bạn được nghe những lời khuyên hãy thay đổi tính cách hướng nội của mình bạn là người hướng nội và dường như bị dán đủ loại nhãn mác như lo lắng, tự ti trong giao tiếp, không vui vẻ, không hòa đồng, không hài hước. Nhưng họ có thực sự hiểu hướng nội là gì không? Họ có thực sự hiểu về những người hướng nội không? Bạn có biết chăng, kỳ thực những người hướng nội có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Người hướng nội cũng có thể tỏa sáng vạn dạng, dẫu trong xã giao hay ở một hoàn cảnh rộng lớn hơn, mọi người dường như đều thích những người hướng ngoại. Vậy nên là một người hướng nội, bạn thường cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí còn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng trong bài diễn thuyết đầy cảm hứng của Susan Cain, chúng ta lại thấy rằng, tài năng phi phàm của những người hướng nội có thể trở thành điều vô giá về khả năng sáng tạo của thế giới. Hướng nội không có nghĩa là thiếu sót, họ cũng cần được tán dương và trân trọng như nhau. Năng lượng của người hướng ngoại thường hướng ra bên ngoài, do đó họ sẽ hoạt bát, thích xã giao. Năng lượng của người hướng nội lại hướng vào bên trong nên họ hứng thú với thế giới nội tâm hơn họ thích yên tĩnh và thích ở một mình tự suy xét về bản thân và suy ngẫm về sự đời tính tình của mỗi người là bẩm sinh hầu như không thể thay đổi nhưng tính cách thì có thể vun đắp được một người hướng nội có thể sẽ không thích nói chuyện nhưng họ cũng có thể nói rất hăng say họ không thích xã giao nhưng khi cần thiết họ vẫn có thể thể hiện phong thái của mình một thích ở một mình là sự lựa chọn của tôi Đa số con người sợ cô đơn, không có ai bên cạnh. Khi ở một mình, họ sẽ suy nghĩ lung tung, còn bạn lại rất thích tận hưởng khoảng thời gian ở một mình. Người hướng nội không hề sợ các hoạt động xã giao, họ không tham dự vào các hoạt động, kỳ thực là do tự bản thân họ lựa chọn như vậy. 2. Biết lắng nghe và có trái tim đồng cảm nhất. Người hướng nội rất tĩnh lặng, họ không thích nói chuyện phiếm, nhưng lại rất biết cách lắng nghe và có trái tim đồng cảm nhất. Khi bạn buồn, người hướng ngoại sau khi nghe bạn kể xong sẽ dẫn bạn tới những nơi náo nhiệt. Còn người hướng nội không chỉ có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn mà còn có thể bầu bạn, giúp bạn vượt qua điều này. Khi gặp khó khăn, điều cần nhất là một người hiểu bạn. Có một người bạn như vậy bầu bạn quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. 3. Rất chuyên tâm và sâu sắc. Người hướng nội đa phần thích tự mình hoàn thiện công việc như việc đọc sách, viết văn vậy. Qua nhiều năm tôi luyện, họ có thể làm việc tập trung cao độ và có thói quen suy nghĩ sâu sắc. 4. Niềm vui rất đơn giản, đơn giản mà rất vui. Tính cách và niềm vui không liên quan đến nhau. Hướng nội hoàn toàn không có nghĩa là không vui, chỉ là thích hưởng thụ một niềm vui theo cách khác. Ví như họ thích chìm đắm trong sự tĩnh lặng không bị ai quấy dày. Họ có thể đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe một bản nhạc, ngẩn ngơ một hồi, hai ngồi tĩnh lặng suy nghĩ miên man. Thậm chí là khẽ dùng mình một cái, họ cũng chẳng cần quá nhiều. Năm, nói năng rõ ràng, danh mạch, mọi chuyện đều phải nói có sách, mách có chứng. Trong thời đại gấp gáp vội vã ngày nay, phẩm chất này rất hiếm hoi. Nhưng họ thường bị hiểu lầm rằng xấu hổ, ngại biểu đạt. Chỉ là những người hướng nội hành xử rất cẩn thận. Những chuyện bản thân chưa rõ, sao lại phải nói ra khiến người khác nhiễu loạn nhân tâm. 6. Năng lực chấp hành đến kinh ngạc. Họ có thể rất tự tin là chính mình, họ không cần người khác phải để mắt hay công nhận mà vẫn có thể làm việc một cách tuyệt vời. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bạn không muốn bản thân được tông bốc lên tới tận mê xanh mà tự mình thích truy cầu sự hoàn mỹ. Người khác có nhìn thấy hay không cũng không quan trọng, bản thân làm tốt thì họ đã thấy rất mãn nguyện rồi. 7. Quan sát một cách nhanh nhạy, có bản lĩnh thoát khỏi đám mê mờ trong cuốn Hoan Lạc Tụng, Khâu oánh Oánh là một người có tính cách hướng ngoại và thường rất nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Dẫu nhiều việc còn chưa làm rõ đầu cua tai nheo ra sao, cô đã tông tốt nói hết ra ngoài miệng. Nên cô thường lâm vào cảnh khốn cùng, cũng khiến người khác chẳng được yên thân. So với cô ấy, quan thư nhĩ trầm lặng, ít nói, lại chiếm được cảm tình của nhiều người hơn. Không có điều gì cuốn hút hơn một người có khả năng quan sát nhạy bén. 8 biết giữ mồm giữ miệng là bản lĩnh, đáng tin mới xứng là nơi trông cậy. Người hướng nội đáng tin cậy nhất, bởi lẽ họ có thể giữ được bí mật. Mọi người biết rằng, họ sẽ không tùy tiện bàn luận sau lưng người khác, cũng không đi loan tin khắp nơi. Mọi người thường có cảm giác rằng, những người thuộc tròn sao hướng nội sắp nắm giữ toàn vũ trụ, bởi lẽ bí mật của thế giới đều nằm trong tay họ. 9. Tiết kiệm nhưng không bạc đãi bản thân, tiêu tiền vào những nơi hữu ích. Họ có thể vui vẻ ở nhà. Họ không bước chân ra khỏi nhà không phải là họ không có khả năng giao tiếp, mà là đôi khi họ cảm thấy không cần thiết. Nếu ở nhà mà vẫn có thể sống rất tinh tế, thì bạn sẽ không vì thấy buồn chán mà tiêu tiền bừa bãi, nhưng khi muốn tận hưởng, vui chơi thỏa thích thì họ cũng không bạc đãi bản thân. 10. Ít khi bày tỏ thái độ, nhưng nói một lời là trúng đích. Suy cho cùng thì bạn nói gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là nói như thế nào. Người hướng nội không thích những chuyện phiếm vô dụng, không phải vì họ không thể, mà là họ không muốn nói. Khi nói chuyện, họ chỉ nói thẳng và trọng điểm, không thích đón ý mua vui. 11. Người lãnh đạo xuất sắc mang phong cách độc đáo. Ngược lại so với nhận thức của nhiều người, những người hướng nội có thể trở thành những nhà lãnh đạo cừ khôi. Có thể họ không thích nói chuyện, nhưng tính cách hướng nội khiến họ biết làm thế nào để tôn trọng người khác, làm thế nào có thể suy nghĩ mang tính chiến lược, làm thế nào đưa ra những đề xuất có giá trị. Người hướng nội thường có những nét đặc sắc của mình trong một đội ngũ quản lý toàn những người hướng ngoại. 12. Khả năng tự nhận thức bản thân rất lớn. Rất nhiều người không hiểu về bản thân mình, họ không thể hiểu được vì sao mình lại trở thành như vậy. Trong số những người hướng nội, rất nhiều người có nội tâm kiên định và mạnh mẽ. Họ vô cùng thấu hiểu bản thân và luôn tuân theo những suy nghĩ trong nội tâm mình. Họ còn biết rõ khi nào cần nạp thêm năng lượng cho bản thân mình. 13. Sức sáng tạo tuyệt vời, sự đột phá sức mạnh từ bên trong. Người hướng nội thường có những khả năng thiên bẩm mà người hướng ngoại không có. Thế giới của họ phong phú thế nào thì chỉ có bản thân họ biết. Rất nhiều nhà nghệ thuật, nhà khoa học vĩ đại đều là những đứa trẻ thiểu năng trong giao tiếp. 14. Tình cảm phong phú, đồng thời cũng hiểu được cách kiềm chế cảm xúc người hướng nội trong tâm rất nhạy cảm, nhưng họ lại ít khi thể hiện những cảm xúc như phẫn nộ, kích động, hân hoan, bất lực ra ngoài cho người khác nhìn thấy. Thế giới nội tâm của họ cũng sẽ vô cùng hạnh phúc hoặc buồn bã thê lương, nhưng trong họ lại có vẻ tĩnh lặng như nước. 15. Nhân duyên sâu sắc, thích kết bạn tri kỷ tâm giao. Có lẽ bạn bè của họ cũng không nhiều, nhưng lại là những người bạn trí cốt bên nhau trọn đời. Họ không kết giao với những người bạn rượu thịt, mà thích kết bạn tâm giao những người bạn đó phải đáng tin phải cùng chí hướng cho nên người hướng nội cũng có thể rất giỏi giang thành đạt hướng nội không có nghĩa là thiếu sót và cần phải thay đổi dẫu tính cách rất hướng nội họ cũng vẫn có thể có được một cuộc đời phong phú đặc sắc hãy là chính mình chỉ khi ấy bạn mới sống một cách tuyệt vời nhất rất cảm ơn bạn đã lắng nghe nếu bạn tìm thấy được những bài học hay lời khuyên nào hữu ích sau video này hãy để lại bình luận và chia sẻ cho mọi người nhé đừng quên like đăng ký và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ kênh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo